Châu bò đêm to chạy nhanh ngoại hình chuẩn soái ca. Bạn nghĩ mình đang nói về ai? Superman hay là Son Goku? Chính xác thì đó là những mỹ từ mà mình đang nói đến binh đoàn bộ binh, nhân vật chính trong video ngày hôm nay. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock KPI. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu và phân tích xem tại sao bộ binh đang là binh chủng áp đảo hoàn toàn so với phần còn lại. Sẽ ra sao nếu mình nói bộ binh sẽ dẫn đầu xu thế game trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Chúng ta bắt đầu video ngay nào. Để làm nổi bật sức mạnh của bộ binh ở thời điểm hiện tại, mình sẽ phanh phui cái quá khứ đầy đen tối của bộ binh, quá khứ của một kẻ đã từng bị ruồng bỏ xem nó như thế nào. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên có tên là ăn mày quá khứ. Trái với kỵ binh là VIP nên được ban cho con ngựa để cưỡi, bộ binh đúng kiểu đi lên từ hai bàn tay trắng. Chúng ta sẽ điểm qua một số vị chỉ huy đã từng gây thất vọng. Thật ra thì bây giờ vẫn còn gây thất vọng, nhưng điều đó không quan trọng vì bộ binh bây giờ đã có những chỉ huy sừng sỏ khác gánh team rồi. Hai cái tên bộ binh mà mình hiện tế đó là CJT và Sargon. Hai ông thần này làm bộ binh cực kỳ yếu trên chiến trường Open Field bởi bộ kỹ năng có liên quan đến sát thương theo thời gian. Theo thời gian thì anh em biết rồi đấy, máu càng tụt thì càng mất sát thương. Sát thương tỷ lệ thuận với lượng máu đang có cơ mà. CJT thì khá giống Alex, kỹ năng số 4 tăng sát thương kỹ năng kéo dài 8 giây, cộng dồn tới 8 lần. Sargon thì cũng tương tự, cần thời gian để gây cộng dồn đại đế lên các mục tiêu xung quanh. Nói chung là hai ông thần này làm cho bộ binh bị người đời nhìn bằng nửa con mắt. Nhưng mà từ lúc CPO Prime ra mắt thì cuộc đời bộ binh sang trang mới luôn. Một trang sử hào hùng, đỉnh cao nhất có lẽ là Lưu Triệt. Khi mà lúc này bộ binh nhìn con gà mà bảo con bò thì cũng không ông nào dám cãi. Lưu Triệt Alex thì đang là một cặp đánh Open Field mà được đánh giá là top 1 hiện tại. Có thể kiếm kill thua ra các lượng và Herman, nhưng bù lại là có tốc độ di chuyển cực nhanh, có debuff làm chậm 5 mục tiêu. Debuff khiến mục tiêu nhận thêm sát thương khi có khiển của Alex. Sát thương đơn dồn vào một mục tiêu cũng rất cao bởi cặp chỉ huy này có chỉ số tấn công vô bờ bến. Chưa kể kỹ năng số 2 của Alex cũng nổ liên tục nhờ chuyên môn của Lưu Triệt. Vốn dĩ tỷ lệ kích hoạt của kỹ năng này chỉ là 10%, mà cái 10% này nó cứ như kiểu 50-60% vậy. Bây giờ lại thêm chuyên môn spam đòn đánh thường của Lưu Triệt thì Alex như kiểu máy dập Hy Lạp, nổ đêm liên tục vào một kẻ thù. Tóm lại thì Lưu Triệt Alex có sát thương diện rộng, sát thương đơn mục tiêu lớn kèm theo bộ chỉ số khủng đến từ 10 kỹ năng chuyên Open Field. Tốc độ di chuyển cũng thuộc dạng khá cao, không thua kém quá nhiều so với kỵ binh, còn cung thủ thì chắc chắn là không tính tiền rồi. Về mặt tổng thể thì cặp này theo đánh giá chủ quan của mình đang là top 1 Open Field hiện tại, hoặc cùng lắm là ngang hàng với Gia Cát Lượng Herman. Ở phần này chúng ta sẽ nói về 3 mảng, đó là mảng đồn trú, mảng rally và cuối cùng là mảng Open Field. Về mảng đồn trú thì ở thời điểm hiện tại, sức mạnh và vai trò của Gogo không quá bị ảnh hưởng bởi Eleanor, chỉ huy đồn trú mới nhất, mà còn thăng tiến hơn nữa nhờ hai chỉ huy công thành mới có sát thương trừng phạt và nhánh tài năng trừng phạt nữa. Và khi mà anh em tìm hiểu qua thì cũng biết là nhánh tài năng trừng phạt là chuyên trị bọn gây sát thương kỹ năng. Cho nên là cũng không biết là vui hay buồn, Eleanor là một trong những cái tên bị giảm sức mạnh một cách gián tiếp kinh khủng như vậy. Kẻ trừng trị được Gogo đó là Anhu, nhưng mà số lượng người chơi cung thủ thì cứ như là số người đầu tư vào Bailey Prime vậy, ít thôi rồi luôn. Mình còn tưởng tượng ra viễn cảnh số người chơi chuyên xe sau này có khi còn nhiều hơn cả người chơi chuyên cung, bởi tướng công trình có sát thương trừng phạt vô cùng lợi hại. Chính vì số lượng ở chơi ít nên là rally cũng khó nhồi hơn so với những rally khác. Bộ kỵ thì nhồi bao nhiêu cũng được, còn cung thì nhồi một lúc là sẽ đuối và không có đủ người chơi để nhồi. Thế là rally lại hóa ra thành chư bắt giới, chia hành lý đường ai nấy đi. Bạn thắc mắc đi đâu ư? Đi đến với GPI Team và tìm cho mình một tài khoản ưng ý thôi chứ còn gì nữa. Còn về Gogo, sát thương trừng phạt, sát thương đòn đánh cao, sát thương phản kích cũng cao. Từ đó mà đổi kỳ các thứ cũng linh hoạt hơn, bởi địch cũng ngại sầu oan mà. Hơn hết đó là độ đa dụng. Gogo rất biến ảo trong cách ghép cặp. Ghép cặp với Constantine chỉ huy từ KVK2 cũng mạnh, mà ghép với các chỉ huy gen mới như Lưu Triệt lại càng mạnh. Kẹp với những chỉ huy lãnh đạo như Hera thì lại càng mạnh nữa. Đã trì trạc, sát thương to lại còn dễ nhồi. Anh em mang tài khoản nông trại ra rồi cứ có bao nhiêu lính nhét hết vào, lính nào cũng được. Cao cấp hơn thì có thể kể đến là Gogo Attila hay là Attila Gogo. Đang là meta được rất nhiều vương quốc ưa chuộng ở các định dạng KVK có bí vật. Tướng rally của bộ binh sắp tới lại có khả năng khóa mõm gây câm lặng, thì Gogo Attila lại xuất hiện nhiều hơn nữa, bởi vì Attila miễn nhiễm với các hiệu câm lặng mà. Thành ra là Gogo sẽ lại càng phủ sóng mọi mặt trận trong đồn trú và cầm chùm trong cái mảng này. Từ tất cả những lý do trên thì mình tin rằng ở mảng đồn trú này, chị đẹp Gogo sẽ trở thành bá chủ. Dù rằng kỵ binh có một chỉ huy đồn trú gen mới cạnh tranh đi chăng nữa, dù rằng cung thủ có một chỉ huy công thành khắc chế, dù thế nào đi chăng nữa, Gogo vẫn luôn lách. Ngoan sinh yêu của anh em đồn trú đâu rồi? Đây chứ đâu.
nóc nhà của Leonidas và người tình part-time của Attila. Còn về rally thì hai chỉ huy bộ binh mới chắc chắn sẽ phải làm trùm rồi, William Wallach và Scipio Aemilianus. Nhiều bạn nghĩ rằng chỉ huy mới có khả năng câm lặng rất đáng sợ, vì thế nên cũng không quá trâu bò nên là có thể bị sống oan. Mình thì không nghĩ như vậy. Bản chất của sát thương trừng phạt đó là tăng sát thương đòn đánh thường, tăng sát thương kỹ năng dựa trên đòn đánh thường và đặc biệt là tăng rất nhiều sát thương phản kích. Chưa dừng lại ở đó, chúng ta có thể khuếch đại chỉ số và sát thương phản kích nếu kết hợp chỉ huy này với lại Pakan, một chỉ huy gen cũ nhưng mà chống sống oan cực tốt. Hay có một cách khác đó là kết hợp với Attila ở các định dạng KVK có bí vật. Nói không phải chưa, Attila đúng kiểu là khôn nhà dạy trọ. Đi đánh thuê cho thiên địch bộ binh thì rõ hăng, rally đồn trú đều hoàn hảo. Quay về nhà phụ kỵ binh thì yếu thôi rồi anh em ạ. Yếu tố tiếp theo khiến việc sống oan rally của bộ binh cực kỳ khó khăn. 10 ông thì hết 9,5 ông có bộ binh trong đội hình. Mà chơi bộ binh thì sao? Tất nhiên là lính bộ phải đông như quân Nguyên Mông rồi. Từ đó là không thiếu lính mà nhồi rally, nhồi cờ. Sống oan những vị chỉ huy có sát thương trừng phạt thực sự là một ý tưởng không hay. Trừ khi phải có những yếu tố thuận lợi như là quân địch không có quân để nhồi hay là kỳ không quá mạnh. Và hiện tại thì chúng ta đang nói đến mảng rally nhỉ? Thế thì nói lại mảng đồn trú một chút cho anh em hiểu rõ vấn đề nha. Cứ cho là Eleanor là chỉ huy đồn trú mạnh nhất hiện tại đi. Kỹ năng chủ động của Eleanor đó là giảm đi rất nhiều sát thương kỹ năng nhận vào. Nhưng mà với chỉ huy công thành mới nhất thì kỹ năng này như một đoạn quảng cáo vô dụng vậy. Skip thẳng luôn và chẳng ảnh hưởng gì tới sát thương trừng phạt cả. Kỵ mà đối đầu với bộ thì bị khắc chế từ kỹ năng tới tài năng. Tài năng thì với điểm thiết mâu sắc nhọn gây thêm 9% sát thương cho kỵ binh thì anh em hiểu vấn đề rồi đấy. Cả người cả ngựa bị anh em bộ binh bổ như bổ củi. Để miêu tả và phân tích cái mức độ khủng bố của hai vị thần này thì video này mình nghĩ là không đủ. Nên là anh em hãy xem lại video cũ của mình nha. Nói chung là rally hiện tại và sắp tới, thậm chí là trong thời gian dài sau đó nữa, bộ binh vẫn cứ là number one. Chà, nói tới đây thì có cảm giác như hai vị chỉ huy bộ này sẽ tiếp quản Attila, Zeno và thuộc dạng những chỉ huy ung thư bất trị. Có chăng thì có Gogo thủ được, mà thủ theo kiểu cầm hơi, tới đâu hay tới đó chứ chiến báo có lẽ là không thể nào lãi được. À mà khoan đã, trước khi đến với mảng quan trọng nhất, anh em kéo xuống dưới, ấn nút like, đăng ký kênh và bấm nút chuông giúp mình nha. 100.000 sub là mình sẽ giveaway 10 tài khoản T5 luôn. Tin chuẩn đấy, anh em đi đồn thoải mái nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Về mảng cuối cùng đó là mảng Open Field. Đặc điểm nhận dạng của các chỉ huy mạnh trong trò chơi này khá đơn giản anh em ạ. Thứ nhất đó là tướng tàu, thứ hai là có dâu. Và bộ binh thì có hai chỉ huy như vậy, đó là Quan Vũ và Lưu Triệt. Quan Vũ thì trước giờ vẫn rất đông đúc ở ngoài đồng, thì nay lại càng đông hơn với bảo tàng vừa đấm bắp siêu khỏe. Nói chung là cho đến khi các chỉ huy trong meta vẫn phải dùng kỹ năng chủ động để gây sát thương, thì Quan Vũ với khả năng câm lặng điếm thúi của mình vẫn sẽ mạnh theo cách này hoặc là cách khác. Tiếp theo, bộ binh là binh chủng mở đầu sát thương trừng phạt, và tới giờ là số lượng chỉ huy sở hữu sát thương trừng phạt là rất nhiều. Chưa hết, bộ binh còn được ban cho nhánh tài năng trừng phạt với những điểm cực kỳ mạnh và khắc chế hầu hết các chỉ huy gây sát thương kỹ năng trong meta hiện tại. Bộ binh chạy chậm lề mề đó là một đặc điểm đã in sâu vào tâm trí của người chơi từ rất lâu, nhưng bây giờ có lẽ là không đúng nữa rồi. Bây giờ thì ông bộ binh nào ông bộ binh đấy đều được cộng 20-30% tốc độ di chuyển. Trong nhánh tài năng thì cũng có vô vàn các điểm tăng tốc độ hành quân. Sẹo gió phụ kiện ít được ai sử dụng, nhưng khi kết hợp với cái cờ và xét lọng gió cũng có thể biến một dân chơi bộ binh được thỏa mãn đam mê móc mỏ trụng chó. Ngoài ra thì bộ binh cũng không hề thua cung thủ ở khoản gây sát thương diện rộng. Chẳng qua cung thủ thì có nhiều chỉ huy bắn sát thương vòng tròn thôi, nhưng mà ở phía bộ binh chúng ta có CPO, Quan Vũ, Lưu Triệt, William Wallach là những cái tên có sát thương diện rộng. Đi map cũng vô cùng đa dạng, tha hồ cho anh em lựa chọn. Muốn cho một mục tiêu tụt huyết áp nhanh thì chúng ta có CPO Prim với hiệu ứng giảm máu. Muốn khóa mõm không cho kẻ thù ra kỹ năng thì chúng ta có Vũ Ca, quạt một cái là im 3, tức là ba thằng đều im thin thít không nói lên lời. Lưu Triệt thì một chém là làm chậm 5 mục tiêu. Tướng mới thì kỹ năng câm lặng một mục tiêu, nhưng đi kèm với đó là bản tài năng trừng phạt, có thể trừ nộ nữa. Hơn nữa thì ở khoản ghép cặp, bộ binh bây giờ ghép cặp xương xương cũng được ít nhất 3 đạo siêu khỏe, đó là Quan Vũ Scipio, Lưu Triệt Alex và cặp tướng mới. Khác với kỵ và cung chắc được tầm 2 đạo khỏe, đạo thứ 3 là cá đuối ngay. Nếu anh em quan tâm nhiều đến việc mà xây dựng lối chơi bộ binh thì sắp tới mình sẽ update lại lối chơi này để anh em nắm chùm cái meta này luôn. Nên là anh em hãy đăng ký kênh để theo dõi video này nhé. Và đó là những gì mà mình muốn nói về lý do tại sao bộ binh đang là binh chủng mạnh nhất và đang ở trên đỉnh cao của vinh quang. Nếu bạn có góp ý nào khác hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment nhé. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng mình ra nhiều video hay ho hơn nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.